Ok, nào chúng ta sẽ đi giải đáp các cái câu hỏi thắc mắc của các bạn. Đầu tiên thì nói câu của bạn Hưng hỏi thầy nhá. Là hôm nay mà cái buổi gọi là mình ôn tập trước khi đi thi, đáng ra là mình có nhiều thời gian hơn á. Nhưng mà câu này là câu Hưng hỏi thầy nhá. Câu này là câu bạn Hưng Hưng hỏi này. Cho hình thang, bạn ghi lại đề bài A, B, C, có A, B song song C, D. C, D thì bằng 3 lần A, B. Gọi E, F nó là các điểm thuộc vào C, D sao cho DE bằng EF bằng FC. O thì là giao của AF và BE. Câu này đề bài khá nhiều từ giả thiết, nhiều vãi. K là điểm thuộc cạnh BC sao cho, ghép nhiều điểm thế, vector BK. Câu này có thể cho vào ý cuối được này. Bằng x lần vector B. Câu hỏi đặt ra ở đây là tìm x để DOK thẳng hàng. Tìm x để DOK thẳng hàng. Nào bây giờ vẽ hình cái nhỉ. Hình vẽ hình cái đây là câu bạn Hưng. AB CD là hai đáy này, CD là bằng 3 phần, AD AB là một một phần thôi, nào vẽ thôi. Ví dụ thầy vẽ đáy CD là bằng 6 đi, thầy vẽ 6 cm thì chẳng hạn cái kia thầy vẽ hai thôi, cái AB vẽ hai thôi. Gấp 3 lần mà. ABCD này. EF sao cho DE bằng EF bằng FC. Thế này chia làm 3 phần luôn. Đúng 3 phần như vừa nãy. Khi mình chia vậy mỗi thằng này mình đo là bằng 2 này. DE bằng EF bằng FC đây này. Mỗi thằng này là mình sẽ là đo như mỗi đoạn là DEF FC sẽ bằng AB đấy. O là giao giữa AF và BE. AF và BE. Đây là O. K là giao điểm của BC. K làm điểm thuộc BC sao cho BK bằng x lần BC và nó muốn là DOK thẳng hàng. Vậy thì thầy sẽ vẽ thẳng hàng luôn để thầy đặt vị trí của điểm 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 K ở đây nhá. Đây thì vẽ cố tình thì vẽ thẳng hàng luôn. Đấy, cái đường đỏ đỏ là cái đường mà đang muốn nó thẳng hàng. Thì điểm K bắt buộc phải chỗ này. Này vector BK thì bằng x lần vector BC. Thì nhìn trong hình này là mình biết x nó là một phân số rồi. Đúng không? BK nhỏ hơn BC mà. Vậy x phải là một phân số rồi. Thì làm sao mà tìm ra x chỉ là được. Thì bạn lưu ý là do và mình lấy cái DE này, EF với FC bằng nhau nên là nó đều bằng AB hết. Bạn có bằng nhau AB, DE, EF và FC. Được chưa? Đấy, bây giờ từ từ tư duy một chút. Làm sao để DOK thẳng hàng? Thì thông thường để DOK thẳng hàng là mình sẽ làm sao? Mình sẽ muốn vector DO và DK là cùng phương với nhau. Hoặc là DO và OK. Đúng không nào? DK này, DO. Chung là vector cả mấy em có đi bất cứ hướng gì nhá, miễn là hướng đấy là nó đúng đắn thì sớm muộn nó cũng ra, chỉ có điều là ra trước hay ra sau thôi.
Thầy tư duy chút để chọn được cái hướng đi nó hợp lý nhất cho mình ở bài này nhá. Ở đây mình xem nếu có một số phát hiện sau đây này, do AB bằng EF mà AB sau EF nên là cái ABFE là hình bình hành. Nên bạn sẽ thấy là những cái thầy là trung điểm này, O là trung điểm của AF và BE. Đúng không bạn? À, chỗ này là trung điểm này. Nên chẳng hạn nếu muốn DO ấy thì nó có nhiều cách, ví dụ là vector DO sẽ bằng là gì? 1 phần 2 vector DA cộng vector DF. Đúng không? DA, DF. Cái này mình nhớ thì mình phải chọn được cái vector đơn vị để mình quy về nhá. DO này. Hoặc là nếu em tính theo BE thì bằng 1 phần 2 vector là DE cộng DB. Khả năng thì là chúng ta sẽ đưa về hai vector đơn vị là DC với DA, coi như là trùng trùng gốc gốc D đi nhá, chúng ta quy hết tất cả vào đấy về vector trùng gốc gốc D. Thì lúc ấy mình nhẩm thử DK này, DK sẽ chèn điểm điểm B vào. DB đâu rồi này, BC. BC thì thành AF. Rồi ok. Thầy làm luôn này. Thầy xử lý luôn nhá. Hướng này ổn rồi, nhìn qua là thấy ổn ổn rồi. Nào. Tư duy của mình nhá. Nào, để muốn DOK thẳng hàng thì cái tư duy của mình tư duy ngược lại nó là gì? Vector DO và vector DK là phải cùng phương. Đúng bạn? Đó, mà muốn chúng cùng phương thì ví dụ là vector DO sẽ bằng là gì đấy? K lần vector DK. Đấy, trước mình làm đấy. Và như thế thì muốn làm thế thì bạn phải tính được cho thầy vector DO ra là gì? Vector DK ra là gì đã? Cái tư duy đấy nhá. Và thầy chọn ở đây vector đơn vị của thầy nhá. Là DA, DC đi. Nhá, thầy chọn vector đơn vị là DA với DC. Đấy, bởi vì tại sao những thời điểm này DA, DC là những điểm cố định rồi. Chọn thế cho nó gì? Nào, bây giờ thầy sẽ biểu diễn này. Thầy trước hết thì bạn để ý cho thầy này là mình có bốn đoạn là AB bằng DE bằng EF bằng FC vì nó cùng bằng là cái CD, CD trên bồ trên 3 các bạn nhé. Đấy, mà bạn nhìn qua bạn thấy có AB thì song song với EF chưa? Đấy, nên là bạn thấy chắc chắn một điều là cái ABFE là một hình bình hành. Đấy là hình bình hành. Mà hình bình hành rồi có phải O nó sẽ là trung điểm. Đấy, O sẽ là trung điểm của AF và BE không? Đó. Nên từ đây mình sẽ thấy này là vector vì O là trung điểm của ví dụ thầy dùng là của AF đi. Nên suy ra là gì? Vector DO sẽ bằng là 1 phần 2 của vector DA cộng vector DF. Đúng không em? Đấy. 1 phần 2 tổng hai vector này. Ok rồi. Nào, tiếp tục. Để có tí việc việc bạn. Nào, đến đây nhá. Đến đây rồi mình đang có là 1 phần 2 DA cộng D cộng DF chưa? Thì bạn nhìn DF có phải 1 2 phần 3 DC không? Thay đổi thành 2 3 DC thì đổi như này. Thế vậy thì ra DO bằng này nhá. Đấy, DO bằng này. Thì đánh vào đây là một nhỏ đi. Nha, đánh vào đây là một nhỏ rồi. Bây giờ mình đi tính cái thằng DK nữa. Nhưng mà đến tính DK nó phải theo x các bạn ạ. Bây giờ vector DK này. Có phải mình sẽ chèn thầy ví dụ thầy chèn điểm mà chúng ta có thể chèn nhiều điểm vào đây cũng được. Nhưng mà ví dụ mình chèn điểm mà điểm điểm B đi. Thành là DB cộng BK. Đấy, DB này bạn nhìn này. DB. DB có phải là vector đường 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 chéo trong cái hình bình hành là AB EAD không? DB là vector đường chéo, đúng không? DB sẽ bằng là DA cộng DE. Đấy, DA cộng DE chưa? Thầy cứ đóng vào ngoặc cho nó dễ gì nhá. BK thì vừa nãy BK bằng x lần BC. Đấy, chỗ này mở giải thích một chút là vì AB EAD đó là hình bình hành. Nhá. Phá nó ra này. DA thì để im này. DE thì bằng là 1 phần 3 DC. Đấy, rồi cộng XBC. Bây giờ vector BC thì đổi nào. Vector BC thì chúng ta sẽ đổi thành là vector BC à? Đổi thành AF đi. AF để cho nó gần nhá.
BC thì đổi nhau vectơ BC với vectơ AF mà. X lần AF. Đấy, bằng x lần AF bởi vì sao? Bởi vì mình cũng thấy là AB CF do AB CF nó cũng là hình bình hành. Đúng không? Rồi này, vậy là DA này cộng 1/3 DC này. Đấy, bây giờ AF xử lý nào? AF thì mình có thể chèn cái thằng D này vào đây này. X lần này. DF trừ DA. Thầy lấy hiệu nhá. Tại vì đây toàn trung gốc gốc D mà. Đấy, x lần DF trừ DA. Nào bây giờ phá nó ra này. Vector DA này cộng 1/3 DC này cộng x lần DF trừ x lần DA. DF thì lại bằng 2/3 DC tiếp. Nào DA này trừ x DA này cho một nhóm nhá. Chỗ này là 1/3 DC này. Đấy, x nhân với này, DF thì là 2/3 của DC. Vậy này, nét này có 1 trừ x nhân vector DA không? Đấy, 1 trừ x nhân DA cộng với này. 1/3 mà trừ đi 2x trên 3 hay là cộng chứ? Cộng hay trừ nhỉ? Trừ chứ nhỉ, vừa nãy là trừ. Trừ hay cộng? À cộng 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 cộng. Nhầm, cái trừ là cái sau, trừ được cái này. Vậy thì thành là 2x cộng 1 trên 3. Đúng không? 2x này cộng 1 trên 3 nhân với vector DC. Ok, như vậy đây là vector DK của chúng ta vừa tính theo x này. Đấy, chúng ta được cái hệ thức này. Đây là hai nhỏ. Bây giờ đây là công việc mình đi lý luận này. Bây giờ D, O, K mà thẳng hàng. Khi vậy chỉ khi này, vector DO và vector DK của mình phải là cùng phương không? Cùng phương. Tức là vector này bằng K là vector kia á. Ok chưa? Thế vậy mình thấy ý là nó sẽ có một cái tỷ lệ đúng không? 1 trừ x mà chia cho cái này thì bằng cái này chia cho 1/3. Đồng ý không nhỉ? Đấy nhá, cùng là DA này. Đấy, hôm trước thầy bảo lấy các bạn lấy cái này chia cái này, này. Xong là tỷ số cái này chia này nó phải giống giống nhau mà. Đó, thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta ra luôn hệ thức đi. Đó là 1 trừ x trên 1/2 sẽ bằng là 2x cộng 1 trên 3. Tất cả chia cho này, các bạn phải viết cao nhé. Tất cả chia cho 1/3. Hay tương đương là gì? Chia 1/2 là nhân 2 đấy, 2 lần 1 trừ x bằng 3 lần của 3 nhân lên thì nó 3 nhân lên thì nó hết cái mẫu đi thì bỏ đi luôn đi, thì 2 cộng 1 thôi. Rồi, tương đương này. Tương đương mình ra là 2 trừ đi 2x bằng 2x cộng 1. Vậy thì ra là 4x. 4x thì bằng 1. Vậy x của thầy là bằng 1/4. Ok chưa? Đấy, thì ra này là x của 1/4. Đấy, vậy với x bằng 1/4 thì DOK thẳng hàng. Ok chưa? Đấy, quan trọng là em ngắm cho thầy xem là vector đơn vị em chọn là cái gì nhá. Chúng ta sẽ viết hết bọn đấy thành các vector đơn vị. Nhớ là đơn vị là những vector cố định các bạn nhá. Nào, câu Uyên hỏi thầy này. Đó là xét tính chẵn lẻ của hàm số. Hàm số đề bài nó cho mình là y bằng fx này bằng trị đối x bình trừ x trừ trị đối của x bình cộng x trên 9 trừ x bình. Nào bây giờ mình xử lý câu này thì trước hết các bạn nhớ là bất cứ khi nào tìm xét tính chẵn lẻ các bạn luôn luôn phải xét tập xác định của nó đã, tìm tập xác định đã. Đầu tiên tôi tìm điều kiện xác định này là 9 trừ x bình của tôi là phải gì? Các không
Vậy có phải tương đương x bình khác 9? Vậy là thầy ra là x khác 3 và x khác trừ 3 nhá. Rồi, vậy suy ra đây là tập xác định của mình D. D có phải là bằng R. Em trừ đi hai cái phần tử là 3 với trừ 3. Thì em đang nhìn trục số này. Có vấn đề xảy ra là tập xác định nó liệu nó có đối xứng qua điểm 0 không? Thì câu trả lời đây là có. Đúng không? Trừ 3 mất thì 3 nó cũng mất này này. Còn lại các cái điểm khác nó đối xứng như bình thường. Thế vậy giờ sau khi có D xong thì mình suy ra là gì? Đấy, với mọi x thuộc D thì trừ x thuộc D. Đánh D là một nhỏ. Nhá, đấy, coi như là xong được một một nửa bài toán. Tiếp theo là bước 2 thì mình phải đi mình xét cái f trừ x. Có f của trừ x thì cứ cái nào là trừ x thì em thay thành trừ x. Sẽ bằng này, trừ x tất cả bình trừ đi trừ x chỉ đối này. Trừ đi này, trừ x tất cả bình cộng với trừ x trên này. 9 trừ đi trừ x tất cả bình. Vậy bằng gì đây? Cái chỗ này mình sẽ thành là x bình cộng x không? Chỉ tuyệt đối. Trừ đi này, chỗ này thành là x bình trừ x chỉ tuyệt đối. Dưới mẫu thì vẫn là 9 trừ x bình thôi. Đấy, tại vì bình phương các số đối thì bình phương hoặc là khi bạn lấy trừ đối nó đều như nhau hết thôi. Thì bạn nhìn nhá, có phải là chúng ta sẽ biến nó thành là trừ của mở ngoặc này. Đấy, x bình trừ x trừ đi thì đối có x bình cộng x không? Trên 9 trừ x bình. Và cái này chính là cái f ban đầu này. Đây chính là f ban đầu. Vậy có phải nó sẽ bằng là trừ fx không? Vậy là suy ra gì? F của trừ x bằng trừ fx với mọi x thuộc D. D là hai nhỏ. Rồi, vậy lúc này từ 1 và 2 mình kết hợp lại mình suy ra. Nhỉ, tập xác định thì đối xứng này. F trừ x thì bằng trừ fx, vậy hàm số này là hàm số lẻ đúng không? Suy ra hàm số fx là hàm số lẻ. Đó xong. Ok chưa? Đấy lưu ý nhá. Nếu nó là có bài tự luận liên quan đến xét trình chẵn lẻ nó phải hỏi cái hàm nó có trị tuyệt đối này. Nó có căn cung các kiểu nha. Đó, chốt xong nha. Chúng ta sang bài vừa nãy bạn Hưng hỏi thầy. Đây. Ý 3 của cái câu này. Chúng ta ghi đề này. Là cho hàm số y bằng x bình này trừ 4 nhân với m trừ 1 nhân x. Và yêu cầu ở đây gần như câu 3 nó chỉ là tìm m để hàm số của mình nhá, nó nghịch biến trên cái khoảng từ âm vô cùng cho đến 2. Ok, đó. Thì các bạn quan sát ở đây. Là nó muốn nghịch biến cái khoảng từ âm vô cùng đến 2. Thì trước hết em để ý qua này, mình nhìn qua cái hàm số người ta cho mình. Hàm này thì thấy là A nó dương. Bề lõm quay lên nó như này. Đúng không ạ? Có phải nó sẽ nghịch biến này, như là mình nhìn cho thầy đỉnh nhá, cái hoành độ đỉnh này. Trừ B chia 2A là 4 nhân M trừ 1 mà chia cho 2, vậy là cái hoành độ này là 2 nhân M trừ 1. Được chưa? Như vậy là hàm số của ta nó sẽ nghịch biến trong cái miền này này bạn này. Cái miền này là đồ thị nó đi xuống không? Nó giảm bên này. Đấy, cứ phần nào cắm đầu xuống thì là nghịch biến bạn nhé. Hai phần này sẽ là nghịch biến này. Phần bên này đồng biến rồi. Đấy, phần bên phải đồng 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 biến, phần bên trái nghịch biến. Thế bây giờ rõ ràng là nó sẽ nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng cho đến cái 2m trừ 1 này này. Hàm số của mình sẽ nghịch biến trong miền từ âm vô cùng đến 2m 2 nhân m trừ 1. Vậy để muốn nó nghịch biến trên miền từ âm vô cùng đến 2 thì cái con này nó phải là con của thằng này. Thằng này phải là con của cái thằng này. Đúng không? Mình đưa về cái bài toán liên quan đến biện luận tập hợp thì mình xử lý. Ok chưa? Nhá, ở đây thì thầy có thể để mà chắc cú thì mình có thể lập cho thầy một cái bảng biến thiên các bạn ạ. Bảng biến thiên. X này, Y này. Đó, lập hẳn bảng biến thiên là cho nó quá rõ ràng luôn. Điểm này là 2 nhân đến m trừ 1 này. Âm vô cùng, dương vô cùng. Thực ra cái giá trị ở dưới đây em tính được không tính được, chẳng sao. Vì thực ra bài này mình có cần giá trị ở đấy đâu.
Đấy, cái mình chính là mình muốn là xem đồng biến nghịch biến, thì từ bảng này thầy suy ra được là hàm số của mình nó nghịch biến. Thầy nói mỗi nghịch biến đấy nhá, nghịch biến là trên cái khoảng từ âm vô cùng cho đến 2 nhân đến m trừ 1 nhá. Vậy thì bây giờ mình lý luận như sau. Bây giờ để hàm số của mình nghịch biến ở trên khoảng từ âm vô cùng cho đến 2, thì khi và chỉ khi rõ ràng cái âm vô cùng cho đến 2 nó phải là tập con của cái tập từ âm vô cùng cho đến 2 nhân m trừ 1. Nào, thì bài này lại giống bài hôm trước chúng ta làm. Đây, ví dụ 2 nhân m trừ 1 đây. Đấy, âm vô cùng đến 2 nhân m trừ 1 đây này. Vậy thì con 2 á, cái con 2 này nó có thể vào đây. Được chưa? Thì nó là quan trắc rồi, hoặc là nó cùng lắm nó chạm vào đầu mũ này cũng được. Chạm vào đây cũng vẫn được. À, thế vậy thì tương đương là 2 nhân đến m của 1 của em nó phải lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy là m cộng 1 của em phải lớn hơn bằng 1. Tương đương là m lớn hơn bằng 0. Đây là điều kiện cuối cùng của bài toán. Ok chưa? Nhá. Không khó gì cái bài này cả. Đấy, bình tĩnh suy nghĩ nhá, dựa vào những kiến thức đây, kiến thức cơ bản đây này. Nhớ để ý nhá. Mình có cái thao tác mình phân tích bài toán lại thì đã. Chúng ta sang câu hỏi của bạn Phương. Nhá. Đây sang câu bạn Phương hỏi. Đây, thì tóm tắt lại đề bài này. Cho hai lực F1, F2 được đúng vật lý luôn. Cho hai lực và F2 hãy cùng điểm đặt tại M. Cùng điểm đặt tại M. Chấm biết cường độ của F1 là 60 Newton. Rồi, cường độ của F2 là 80 Newton. Và nó cho là góc hợp bởi F1 và F2. Đây sẽ ký hiệu như này nhá. Là bằng 90 độ. Nên yêu cầu là tìm cường độ lực tổng hợp. Tìm cường độ lực tổng hợp của chúng. Hay là hợp lực đấy. Để quan sát nhé. Đây ví dụ cho cùng một cái vật, cho một cái vật và đây thầy vẽ như này nhá. Nó có hai lực F1 là 60 Newton đây. F2 là 80. Đó, thì ra nó muốn tìm cái hợp lực của thằng này. Thì cách tìm hợp lực ở này bạn như sau. Ví dụ chẳng hạn tôi gọi điểm nhá, điểm này điểm M này. Để bài cho. Ví dụ tôi gọi cái điểm đầu, cái điểm 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 cuối của cái F1 này này. Tôi gọi là A đi. Tôi gọi điểm cuối của F2 là điểm B. Thì các bạn hãy giúp thầy dựng cho thầy một cái hình bình hành. Đó, là MA CB nhá, dựng hình bình hành. Nhưng mà do đề bài cho nó bảo chỗ này vuông. Đấy, cái góc hợp bởi hai cái lực này vuông. Nên rõ ràng mình nhìn thấy hình này nó không chỉ là bình hành đâu. Nó là hình chữ nhật. Đúng không? Nó sẽ là hình chữ nhật luôn. À, chúng ta ghi này. Nếu bạn nhớ tự mình tự đánh cái đỉnh vào nhá. Thì lúc này hợp lực của mình sẽ là cái vector MC này bạn này. Đấy, vector MA đại diện cho lực F1 nhá, vector MB đại diện cho lực F2. Thì hợp lực của bạn sẽ là đại diện là vector MC. Những công việc chúng ta phải tính được cái độ dài của vector MC này. Được chưa? Chúng ta sẽ đi chúng ta dựng cái hình chữ nhật. À, hình chữ nhật là MA CB nhá, dựng hình chữ nhật MA CB. Thì lúc này mình sẽ thấy là ở đây là cái vector MA cộng vector MB sẽ bằng, suy ra đi, sẽ bằng vector MC. Bằng vector MC. Thế là tính như nào bây giờ? Đấy, phải tính như nào bây giờ cho nó hợp lý.
Thì chúng ta có nhiều cách lắm. Một là em chuyển cái con MB này lên đây. Đó. Hai là em lý thấy như này, vì đây là hình chữ nhật dẫn đến là hai đường chéo là MC và AB là bằng nhau. Đúng không? Tính chất hình chữ nhật là hai đường chéo bằng nhau mà. Đấy, mình sẽ có như thế này. Vì đấy, A, M, A, C, B là hình chữ nhật. Nên suy ra là mình sẽ có là cái MC bằng cái AB. Đấy, đây là tính chất của hình chữ nhật không? Mà này, cái AB ấy, thì mình có thể dùng Pythagore để mình tính. Nó chính bằng là MA bình cộng MB bình căn bậc 2. Vậy cái này có phải là 60 bình cộng 80 bình không? Tính theo theo độ lớn ấy thì bằng là 100 nhá. Thế vậy về độ lớn thì thầy sẽ thấy suy ra được là cái MC bằng AB là bằng 100. Đấy, bằng 100. Thầy đang chưa tính, chưa nói năng gì về về đưa Newton thì vào, chỉ là nói về độ dài của nó thôi nhá, sẽ bằng 100. Thế vậy thì đấy mà MC là 100 thì dẫn đến là gì? Cái cường độ lực trong trường hợp này sẽ là 100. Đấy, lúc này sẽ kết luận là gì vậy? Cường độ lực tổng hợp của F1, này và F2 sẽ là, đây sẽ là 100 Newton các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ được cái cường độ lực tổng hợp là 100 Newton. Nào các bạn ơi, đây là câu của Hưng hỏi thầy. Nào, nốt câu này nhá. Nào, Hưng hỏi này. Đây nó cho cái Fx như thế này. Nó cho đồ thị F Fx này. Tí thầy vẽ lại sau nhá. Nó hỏi là cái phương trình F của 2x bình trừ 5x bằng trừ 3 có bao nhiêu nghiệm. Thực ra câu này hỏi nếu với học sinh lớp 10 là sẽ là phải vận dụng rất nhiều cái kiến thức cũng như cái kỹ năng của các bạn. Đấy. Câu này nếu học sinh lớp 12 thì nó tí là nó ra luôn. Nha, bây giờ thầy vẽ cho các bạn cái đồ thị của Fx vào trong bài thì bạn xem. Đồ thị Fx của mình nó như thế này. Xem nào. Nó thấy khó nhìn quá. Mà xong điểm nó lại còn không phải điểm điểm đẹp đấy chứ, nó cứ điểm lửng lơ lơ á. Thôi xem nào. Cái đỉnh này nhá, cái đỉnh hoành này nó là trừ 1, tung thì nó khoảng độ 4,5, hay nó khoảng giữa giữa đây đúng không? Sau đó đi qua điểm 0,4, đi qua điểm 1,2, đi qua điểm 1,2 này, bên này thì đi qua điểm trừ 4,0, hay đi qua điểm trừ 4,4,0 ở đây. Đây, parabol của mình nó sẽ hình như này. Rồi, và đây bên này đối xứng bên này nó có điểm là trừ 20. À, trừ trừ 24, sorry. Trừ 24 nó đối xứng với bên này này, đó. Thế đồ thị Fx của mình nó cho như này này. Nó thầy vẽ lại cho bạn xem. Đó, đây là đồ thị Fx nhá. Để x để f, fx này. Thì bạn lưu ý cho thầy như sau này. Nếu đây là x thì đây là fx. Nhưng mà nếu thầy coi cái trục này là x lớn thì đây là fx lớn. Nghĩ ban đầu thầy nhá. Bây giờ phương trình này thầy không nghĩ nó là f của cái này trừ đi 3 nữa. Nhìn cái này kinh khủng quá. Nhìn cái này kinh khủng quá, tôi nghĩ như sau. Tôi nghĩ trong đầu là cái 2x bình trừ 5x này này. Tôi coi nó là một cái x lớn. Vậy thì đây nó sẽ phương trình này có dạng là fx lớn bằng âm 3. Đấy, làm cho vấn đề bài toán nó nhìn nó cảm giác nó đơn giản đi đã. Nhìn nó đỡ hoảng. Thấy chưa? Cũng làm cho bài toán nhìn nó gọn gàng hơn. Dễ suy luận hơn. Thế vậy thì cái này nó xử lý như thế nào? Fx bằng trừ 3 thì đây nó chính là tương giao giữa hai đồ thị. Nhá, bạn hiểu nó là tương giao. Tương giao là hai đồ thị cắt nhau đấy. Giữa hai đối tượng, một là cái thằng là y bằng fx lớn. Fx lớn là thằng bên này. Và một bên là thằng là y bằng trừ 3. Y bằng trừ 3 là một hàm hằng, có phải một đường nằm ngang này không bạn? Đấy, còn y bằng fx lớn thì đấy. Ok, fx lớn thế này, chính đồ thị này.
Và nó bảo là cắt tại đây là trừ 3 đúng không? Ừ, trừ 3 thì đây là trừ 4, sorry các bạn nhé, đây trừ 4 này trừ 5. Thì trừ 3 nó chỗ này. Đấy, trừ 3 nó tầm này. Thì thầy sẽ vẽ cái đường y mà trừ 3 ở đây đây ra. Nhìn này. Đấy, đường y trừ 3 này. Các bạn nó cắt đồ thị của mình tại hai điểm không? Này, điểm này nó cắt có đẹp không nhỉ? Nó chỉ hỏi số nghiệm thôi đúng không? Đồ thị này vẽ xấu quá. Rồi, thôi cứ vẽ tượng trưng vậy thôi nhá. Thì nếu như cái đồ thị của Hưng này mà thầy đo sang chỗ trừ 3 đo sang á, thì cái chỗ này nó gióng xuống, chỗ này nó gióng xuống nó khoảng độ, nó chưa đến âm 3 đâu, nó sẽ ở chỗ này này, nó chưa đến âm 3, bạn em đo thử lại đồ thị em xem, hoặc là nếu cắt bên phía bên này thì nó chưa đến chỗ 1 đâu. Đó, nó ở bên phía này 1, tức là độ 0,8 gì đấy nhá, nó sẽ cắt tại hai điểm và hoành độ là hai vị trí này này, ok không? Thì tương giao giữa hai đồ thị này, em nhìn này, cắt tại hai điểm. Được chưa? Mình thấy phát hiện là nó có hai giao điểm. Đấy. Và hai giao điểm đấy một thằng nó có hoành độ là x bằng gì đây? Ví dụ đây tôi gọi đây là A, thằng x đây là B. Thằng x là bằng B. Thì cái con A này nằm trong miền từ trừ 2, trừ 3 đến trừ 2 nhá. Cho khoảng là trừ 3 đến trừ 2. Thằng B này nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1. Rồi, thế bây giờ vấn đề nhá, x này là x lớn bạn nhá. Giá trị là x lớn vì mình đang là giải f(x) lớn bằng âm 3 mà. Vậy thì x lớn bằng A, x lớn bằng B. Nhưng x lớn thì mình chuyển đổi ngược lại đi. X lớn của mình là 2x nhỏ bình trừ 5x. Tại vì bài toán nó hỏi x nhỏ chứ nó hỏi x lớn đâu. Đúng không? Rồi, bây giờ để làm sao cho nó dễ thì thầy khuyên các bạn này nhá. Đây là một câu, nếu đây là một câu, đúng rồi, đây là một câu trắc nghiệm. Thì bạn hãy giúp thầy như thế này. Hãy cho thầy lấy cho thầy một con A đại diện cho cái con A trong khoảng này. Đây này, cái con A có phải nó rất gần số âm 3 không? Ví dụ thầy chọn nhá. Thầy sẽ chọn A ví dụ bằng trừ 2,8 chẳng hạn. Được không? Cái con B nó gần rất gần số 1 thì thầy ví dụ thầy chọn B bằng là 0,8. Thì thay vào đây. Trừ 2,8 và chọn 0,8 ở đây. Sau đó nhờ các bạn bấm máy tính. Bấm máy tính hai phương trình này. Xem mấy nghiệm. Nào, bấm máy nhá. Để máy tính ra bấm đi. Đây. Đây đang để sẵn giảm 92, 2 này, trừ 5 này, 2,8 này. Đây, một nghiệm này, hai nghiệm chưa? Đấy, hai nghiệm luôn nhá. Hai nghiệm này. Như này mình trên là thấy đã hai nghiệm. Con dưới này sửa một hệ hệ số cuối thôi. Đây, hệ số cuối là thành trừ 0,8. Cũng hai nghiệm luôn. Đúng chưa? Cũng hai nghiệm luôn. Và bốn nghiệm này nó đều khác nhau hết. Vậy tổng số ở đây mình sẽ có bốn nghiệm. Hai nghiệm trên, hai nghiệm dưới là bốn nghiệm tất cả. Câu này chọn phương án D nha. Hưng nha. Đó. Nha, cách làm để làm phù hợp với câu trắc nghiệm chúng ta sẽ đi, chúng ta chọn cho thầy một số ở trong cái miền đấy mà cảm giác nó cảm giác nó đúng nhất trong cái miền đấy. Ví dụ đây những con số này gióng xuống này, nó rất gần số 1 hay rất gần số âm 2, âm 3 thì để chọn những con số này cho nó dễ làm. Bởi vì khi có số mình đưa máy mình bấm, chứ còn tại vì cái đồ thị lưới này này cũng không chính xác hẳn, nên là thôi cứ tạm thời mình chọn như vậy các bạn nhá, hiểu vấn đề chưa? À, câu này là một câu nếu có học sinh lớp 10 là khó đấy, với học sinh lớp 10 là khó, nên là để ý thầy nhá. Trước hết là bạn hãy đặt cho thầy cái này là x lớn đi, nhìn cho nó gọn, hoặc đặt là một t cũng được nhá, thì thầy hay thích đặt là x lớn, nên thành là f(x) lớn mà âm 3. Lúc này mình sẽ giải ra đây này, mình ra hai trường hợp là x lớn bằng a hoặc x lớn bằng bằng b đây này. Tuy nhiên là nó trong miền này thì nó không cụ số cụ cụ thể. Ví dụ nó rơi hẳn vào những số đẹp ấy không nói gì. Nhưng số không cụ thể, không đẹp thì các bạn có thể chọn cho thầy một số trong khoảng đấy, nhìn làm sao nó phù hợp nhất. Ví dụ nó rơi vào giữa thì chọn là phẩy năm. Đúng không? Đấy, nó rơi lệch sang bên trái bên phải thì đấy thì bạn tùy phẩy mấy, tùy vào cái bài toán mình cho nó đúng nhá.